Thưa quý vị, việc sử dụng các thiết bị công nghệ như TV, điện thoại hay máy tính bảng quá nhiều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của trẻ em. Và một trong số đó là rối loạn tiết ở trẻ, gây nên những cử động bất thường của các cơ, lặp đi lặp lại không thể kiểm soát. Sau 5 đến 6 tháng xuất hiện các triệu chứng như nháy mắt liên tục, hắng giọng, em bé này được gia đình cho đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và được chẩn đoán có cả dấu hiệu của rối loạn tiết và tăng động giảm chú ý. Đến gặp thì ai cũng nói là tại sao mà bé này nháy mắt nhiều như vậy, không sao không đưa bé đi khám. Thì mình thực ra mình lúc đó mình cũng thấy lo lắng thôi. Lo lắng như thế mình cũng đưa bé đi khám ấy. Còn em bé này có sở thích xem TikTok và YouTube trong một thời gian dài mà không bị kiểm soát. Khi thấy con có biểu hiện nháy mắt liên tục một cách bất thường, gia đình đã đưa trẻ đi khám. Cháu ơi, bị ở nhà thì cháu hay cáu gắt, cháu mắt cứ lát lát xong bắt đầu nó cứ nháy nháy này. Khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, số trẻ tới thăm khám do rối loạn tiết có xu hướng gia tăng, đặc biệt là sau dịch COVID-19, khi nhiều trẻ ở nhà quá lâu và tần suất sử dụng các thiết bị điện tử nhiều. Rối loạn này không phải là bệnh, nó cũng không có tác động tới sự phát triển thể chất của trẻ. Nhưng nếu không được phát hiện và điều trị sớm, tiết có thể ảnh hưởng lớn tới tinh thần, chất lượng cuộc sống của trẻ. Nó là một động tác hoặc là một cái âm thanh bất thường, không theo chủ ý. Ví dụ nháy mắt này, hắng giọng này, khịt mũi này, lắc vai này, giật cơ bụng này. Rất nhiều đứa trẻ có một biểu hiện, nhưng có những đứa trẻ có rất nhiều biểu hiện cùng với nhau. Thì cũng làm mình lo lắng như bố mẹ. Và một số đứa trẻ vì nó giật cơ vai thì nó ảnh hưởng đến cái viết của con. Đa phần hội chứng tiết chỉ là tạm thời và có thể tự khỏi. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp theo trẻ đến tuổi trưởng thành trở thành tiết mãn tính. Bên cạnh đó, rối loạn tiết cũng có nguy cơ cao mắc kèm các chứng bệnh ảnh hưởng tới sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần như tăng động, giảm chú ý, tự kỷ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, khi đã nhận diện các yếu tố nguy cơ, các gia đình cần chấm dứt ngay việc nhờ điện thoại, iPad, TV kết nối Internet để dỗ trong con hộ. Tùy theo điều kiện mà các gia đình cho con tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động cộng đồng, trải nghiệm một cách phù hợp.